Thưa quý vị, đối với nhiều thách thức từ bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế, Trung Quốc tiếp tục chính sách tăng cường cung tiền cho nền kinh tế. Nhờ vậy mà những tháng đầu năm thì nền kinh tế số 2 thế giới đã phát đi những tín hiệu tích cực về các chỉ số ngoại thương, tiêu dùng, du lịch. Theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, 4 tháng đầu năm, thước đo cung tiền rộng bao gồm tiền mặt trong lưu thông và tất cả các khoản tiền gửi tăng đến 7,2% so với cùng kỳ năm 2023, lên gần 302.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 42.480 tỷ đô la Mỹ. Gần đây, các cơ quan chính phủ Trung Quốc tăng cường quản lý vĩ mô về lượng tiền cung để có cái nhìn toàn diện và hỗ trợ kịp thời cho tổng thể nền kinh tế, nhất là siết chặt các quỹ của các ngân hàng để chống gian lận dữ liệu huy động và cho vay. Trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn cùng với nhiều rào cản từ các nước phương Tây, 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc tính theo đồng đô la Mỹ vẫn tăng 2,2%. Chính những giải pháp mạnh mang tính tổng thể như tăng cường cung tiền cho nền kinh tế thực, nới lỏng chính sách tài khoá, kích thích tiêu dùng, bất động sản, ban hành nhiều chính sách thu hút đầu tư nước ngoài đã giúp cho nền kinh tế Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng tích cực.